Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, có khi nào bạn tự hỏi tại sao người khác khen bạn là người có đức tính tốt không? Và bạn cũng thấy nhiều ví dụ về những người xấu. Bạn cũng muốn tránh những tính xấu đó và phát triển mình thành một người có nhân cách tốt không? Để hoàn thiện nhân cách của bạn không phải là khó. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, bạn cần phải có hành động. Dưới đây là 8 đức tính của người có nhân cách tốt, đi đến đâu cũng dễ dàng gặp được may mắn phú quý. Bạn hãy suy ngẫm và thực hành chúng một cách siêng năng để có thể bắt đầu hoặc tiếp tục trở thành một người tốt hơn nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đức tính thứ nhất, đúng giờ. Một trong những tính cách phổ biến nhất của người thành công là họ xem thời gian là một tài nguyên quý giá. Khi đến trễ trong một cuộc hẹn với những người luôn trân quý thời gian, bạn đã làm lãng phí một trong những tài sản giá trị nhất của họ, và họ sẽ ngay lập tức đánh giá bạn là người khiếm nhã và vô trách nhiệm. Đúng giờ là tôn trọng người khác, đó là dấu hiệu cho thấy bạn quan tâm và đánh giá cao người khác. Nếu đã không tôn trọng người đó rồi, vậy thì còn gặp để làm gì? Bên cạnh đó, khi bạn bỏ lỡ một cuộc họp hay deadline, sự tín nhiệm của người khác đối với bạn sẽ giảm đi nhanh như quả bóng bị xì hơi. Nếu đến việc đúng giờ còn không làm được, làm sao có thể tin tưởng bạn trong những nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều? Bạn hãy cố gắng hết mức có thể để đến đúng hẹn, dù là chuyện cá nhân hay trong công việc. Coi trọng thời gian của bạn bè và được họ tôn trọng là một đức tính và là yếu tố vô cùng then chốt để tạo dựng, giữ gìn uy tín của cá nhân bạn. Đức tính thứ hai, chân thành. Chân thành có thể hiểu là thành thật và thẳng thắn, không giả bộ, bóp méo sự thật hoặc mánh khóe. Để trở thành một người có đức tính chân thành, bạn hãy nhìn vào cách mà bạn tương tác với người khác. Nhưng rốt cuộc, sự chân thành cần phải xuất ra từ trong chính nội tâm của bạn. Nhận biết được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân cũng là cách giúp bạn trở thành một người thành thật hơn, từ đó giúp bạn trở nên chân thành hơn khi giao thiệp với người khác. Thế gian này không có gì là thạch toàn thập mỹ cả. Khi một ai đó tỏ ra hoàn hảo, không có khiếm khuyết, những người bên cạnh sẽ không có cảm giác chân thật, khó với tới. Ở cùng với người như vậy, chúng ta thường có cảm giác mình không bằng họ, mình phải sống dưới cái ánh hào quang của họ, từ đó luôn cảm thấy bất an. Ngược lại, những người biết tỏ ra yếu thế, sống thật với mình, không che giấu hay xấu hổ với những thiếu sót của mình sẽ được người khác yêu mến hơn. Ưu tú là một loại năng lực, chân thật gần gũi lại là một nét hấp dẫn. Đức tính thứ ba, tôn trọng đối phương. Mỗi chúng ta được nuôi dưỡng và có những trải nghiệm riêng, bởi vì quan điểm nhìn nhận vấn đề của chúng ta khác nhau cũng là lẽ tự nhiên. Khi bạn tìm hiểu về người khác, biết tôn trọng những điểm giống và khác nhau giữa hai người, bạn sẽ khám phá và học hỏi được nhiều hơn về thế giới cũng như chính bản thân mình. Nó cũng mở ra nhiều cánh cửa cơ hội, dù đó là tình bạn, triển vọng công việc, cơ hội du lịch hoặc cơ hội để mở mang tầm mắt về thế giới mà chúng ta đang sống. Đức tính thứ tư, không khoa trương. Nhiều người tưởng rằng khoa trương về bản thân sẽ giúp họ trông tốt hơn, nhưng thường nó lại phản tác dụng. Khoe khoang để quảng bá bản thân thì về cơ bản họ đã đánh giá sai cách mà người khác nhìn nhận họ. Hầu hết mọi người đều không thích ai đó có tầm hiển thị. Ngược lại, những người thông qua truyền thông xã hội hoặc tự mình quảng bá bản thân thường có khuynh hướng đánh giá quá cao phản ứng tích cực mà đánh giá thấp phản ứng tiêu cực của khán giả hoặc người nghe. Đức tính thứ năm, giữ lời hứa. Đối diện với lời hứa cũng có thể dễ dàng nhận ra phẩm hạnh của một người. Quân tử hứa một lời trọng tựa ngàn vàng. Với việc mình đã hứa tuyệt đối không được dễ dàng nuốt lời, người như vậy thật sự đáng tin. Lời hứa có thể hiểu là một tuyên bố của một người nào đó sẽ làm hoặc không làm một việc nhất định. Người biết giữ lời hứa luôn tìm cách để thực hiện cam kết của mình và sẽ được mọi người kính trọng. Việc giữ lời hứa có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thanh danh, sự tin cậy và sự an lạc nội tâm của bạn. Đây là một đức tính vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể đánh giá một người qua nhân cách của họ, và chúng ta có thể đánh giá nhân cách của một người qua sự tôn trọng lời hứa của họ. Người không trung thực phản bội là lời hứa, giống như chiếc xe hơi không có bánh xe chẳng làm nổi việc gì. Chữ tín luôn luôn có đạo đức cơ bản nhất cần phải giữ. Đức tính thứ sáu, quan tâm lẫn nhau. Một người có đức tính tốt thường suy nghĩ cho người khác trước. Họ nhạy cảm với hoàn cảnh hay khó khăn của người khác và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để đáp ứng điều mà người đó cần.
quan tâm chăm sóc những người đang gặp khó khăn hay có hoàn cảnh thiệt thòi là một việc nên làm, và người có nhân phẩm tốt sẽ ngay lập tức giúp đỡ những người đó dù bằng cách này hay cách khác. Đức tính thứ 7, rộng lượng. Người rộng lượng thường hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn những người hẹp hòi. Đức tính này giúp họ cảm thấy rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới và tích cực đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh, và rằng họ đang góp phần xây dựng cộng đồng của mình tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, biết đồng cảm. Đồng cảm là khả năng bản thân trải nghiệm được nỗi đau hay mất mát mà người khác trải qua. Thông qua chia sẻ của người khác, bạn sẽ cảm nhận được những nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Không nhất thiết bởi trong hoàn cảnh tương đồng, song bạn cần phải tưởng tượng được rằng nếu ở trong địa vị của người đó, trong hoàn cảnh khó khăn đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Bạn phải rất dũng cảm để làm điều này, còn nếu bạn thực sự cảm thông được với những gì người khác trải qua bởi bạn đã từng ở trong tình cảnh tương tự, bạn sẽ biết cần phải làm gì để giúp đỡ họ trong tình huống ấy. Quý vị thân mến, hầu hết chúng ta thường rất vui mừng khi được khen, mặt có phúc khí, người có tướng phúc. Vậy thì con người như thế nào mới được xem là có phúc? Bình thường, chúng ta nhắc đến phúc khí thì sẽ nghĩ ngay đến phú quý, có tiền có của, có danh tiếng và thế lực. Có tiền chính là phú, có quyền, có danh tiếng được xem là quý. Hợp hai thứ lại ta được phú quý. Trong thư kinh của cổ nhân có nhắc đến, phúc có 5 loại: trường thọ, phú quý, hiếu đức, thiện chung. Chết vì tuổi già an yên không đau đớn, khang ninh, khỏe mạnh không có bệnh tật. 5 loại phúc hợp lại thành ngũ phúc lâm môn, là hạnh phúc mỹ mãn của đời người. Thật ra nếu quan sát kỹ những người phú quý xung quanh, bạn sẽ phát hiện họ đều có 8 điểm chung. Điểm thứ nhất, phúc hậu. Người xưa hay nói hậu đức tái vật, ý là chỉ cần người có đức hạnh, sống tuân thủ theo đạo làm người thì ác sẽ làm nên chuyện, thành công nằm trong tầm tay. Ngược lại, người không có đức không thể làm nên chuyện lớn, cả đời hứng chịu thất bại và bị người người xa lánh. Câu nói khuyên dạy chúng ta tìm thấy vui vẻ trong đau khổ, biết nghĩ cho người khác thì mới tạo dựng được sự nghiệp to lớn. Đồng thời, đức hạnh chính là cái phúc. Người phúc hậu luôn nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm của người khác. Điểm thứ hai, lương thiện. Lương thiện là yếu tố then chốt trong nhân phẩm của con người. Người sở hữu trái tim biết nghĩa tình thế thái, biết ơn trước vạn vật luôn nhận được sự kính nể của đời. Người sống lương thiện, đối nhân xử thế bằng tâm hồn hiền hậu nhất, sẽ tích lũy cái phúc và vận may. Cuộc sống của họ cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết. Người lương thiện cả đời tuân thủ nguyên tắc tam hảo, nói lời hay, làm điều tốt, tấm lòng thiện. Họ đối xử với thế gian bằng sự dịu dàng nhất, cuộc sống cũng trao tặng ngược lại niềm hạnh phúc vô bờ. Điểm thứ ba, thủ tính. Con người nếu không có giữ chữ tín thì không bao giờ làm được bất cứ điều gì. Trong mối quan hệ giữa người với người, thứ quan trọng nhất chính là chữ tín. Đó là lý do người xưa xem thủ tín là một trong những đức tính làm người thiết yếu mà ai cũng phải có. Người biết giữ chữ tín ắt sẽ gặp được kết quả tốt. Trong xã hội, nếu chúng ta không biết giữ chữ tín thì chắc chắn sẽ bị người đời xa lánh, không ai muốn kết bạn và đương nhiên không thể nhận được sự tin tưởng của bạn bè xung quanh. Điểm thứ tư, khoan dung. Sở hữu trái tim khoan dung độ lượng giúp con người dễ dàng tiếp nhận và vượt qua những khổ ải trong cuộc sống. Chúng ta phải học cách khoan dung với những người không cùng chí hướng, đặc biệt là người có mâu thuẫn với chúng ta. Trên thực tế, khoan dung với người khác cũng chính là tháo gỡ nút thắt trong tâm hồn của bản thân. Nếu không, mọi khúc mắc sẽ chèn ép và khiến chúng ta thêm mệt mỏi. Người có lòng khoan dung luôn chấp nhận sự khác biệt giữa người với người, luôn nhìn vào ưu điểm và sở trường của đối phương, cho qua những thiếu sót của người khác. Chuyện gì cũng có mặt lợi mặt hại. Nếu chúng ta biết chấp nhận cái hại và thúc đẩy cái lợi, thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm thứ năm, thành thật. Thành thật là đức tính đẹp đẽ của con người. Người sống không chân thành, giả dối sẽ bị xã hội đào thải. Chỉ khi sống chân thành thật thà, chúng ta mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác, mới có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Làm việc cũng vậy, bất kể là báo cáo tiến độ công việc hay phản hồi vấn đề, nhân viên phải có thái độ thành thật, chuyên chính, tuyệt đối không ăn gian nói dối, nếu không sẽ mất đi niềm tin của đồng nghiệp và cấp trên. Điểm thứ 6, khiêm tốn. Khiêm tốn là một đức tính quan trọng tạo nên phẩm chất của người tốt đúng nghĩa. Khiêm tốn giúp ta tiến bộ,
Tự kiêu khiến ta bước lùi lạc hậu. Khiêm tốn phải được thực hiện trong mọi tình huống. Điều này không những tạo nên kết quả tốt mà còn có lợi trong tất cả mối quan hệ xã hội. Người xưa hay nói, người làm chuyện gì cũng không được quá đòi hỏi cái lợi, làm nghề gì cũng không được quá hời hợt qua loa. Làm người thì đừng bao giờ cho rằng bản thân quan trọng hơn một ai. Thiếu mình thì họ sống không được, thiếu ta thì chuyện này sẽ không thành. Thái độ này chỉ khiến chúng ta bị người đời ghét bỏ. Điểm thứ 7, chính trực. Không phải ai cũng trở thành người vĩ đại, nhưng hoàn toàn có thể làm người chính trực ngay thẳng. Người chính trực luôn sử dụng cái tâm để hành động và đối nhân xử thế. Làm chuyện gì cũng xuất phát từ lương tâm, đây chính là cách sống của người cao thượng. Đương nhiên, nguyên tắc chính trực đòi hỏi chúng ta phải có con tim sắt đá để không bị thay đổi trước cám dỗ, luôn đi theo chân lý, không lấy sai nói đúng để thỏa hiệp cho các mối quan hệ. Và cuối cùng, kiên trì. Phải có lòng quyết tâm và nhẫn nại trong mọi chuyện. Hơn hết, chúng ta phải rèn luyện được tinh thần kiên trì để theo đuổi. Đây chính là điều kiện then chốt trong quá trình tạo dựng sự nghiệp. Cốt lõi của nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim, chắc chắn phải có lòng kiên trì. Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? À? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.